những mầm xanh tương lai cần được nâng niu, những người già cần chăm sóc và những người mẹ mong muốn sự tươi trẻ. Interpost đồng hành cùng nguồn dinh dưỡng an toàn cho hàng triệu khách hàng với hai thương hiệu Hope và Good. Đây là những sản phẩm giàu dinh dưỡng và an toàn vì tương lai. Interpost cung cấp ra thị trường 3 dòng sản phẩm thuộc hai thương hiệu Hope và Good là váng sữa, format và sữa chua với trên 20 loại sản phẩm khác nhau. Các dòng sản phẩm váng sữa, format và sữa chua được phân phối tại các hệ thống 1.000 siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc là sản phẩm an toàn. Các sản phẩm Hope là tự nhiên, không sử dụng hóa chất thực phẩm với 5 khác biệt: không chất tạo ngọt tổng hợp, không hương tổng hợp, không màu tổng hợp, không gluten, không chất bảo quản. Váng sữa Hope sử dụng váng sữa nguyên chất nhập khẩu từ vùng nguyên liệu uy tín trên thế giới, được bổ sung sữa tươi sạch với hương vị thơm ngon, có lợi cho sức khỏe trẻ em khi sử dụng hàng ngày. Format Hope sử dụng theo công nghệ format tươi với thành phần chiếm đến 95%, phần còn lại được bổ sung thêm các loại trái cây sạch nhập khẩu từ châu Âu. Format Hope thực sự đạt được hệ dinh dưỡng cho tất cả các trẻ em cần năng lượng cao trong học tập và hoạt động vui chơi. Sữa chua Good sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ và người cao tuổi. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cao cấp, có thành phần dinh dưỡng cao, cân bằng, tự nhiên và an toàn, có thời hạn bảo quản dài từ 60 ngày đến trên 300 ngày mà vẫn giữ được chất lượng không đổi. Đó là nhờ công ty Interpost đã đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ và hiện đại, tự động kiểm tra, tự động kiểm soát quá trình sản xuất và công nghệ sản xuất tuyệt đối vô trùng bằng nhiệt độ cao, áp lực lớn, tạo ra các sản phẩm tuyệt vời. Dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến vào loại bậc nhất của thế giới, được cung cấp và hợp tác bởi hai tập đoàn quốc gia lớn là GA và Bosch của Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra, công nghệ đóng gói tuyệt đối vô trùng với vỏ sản phẩm nhập khẩu từ Bỉ được làm bằng công nghệ tiên tiến nhất cũng là một điểm nổi bật. Màng nắp bằng chất liệu nhôm đa lớp dày tới 40 micromet. Lớp vỏ hộp chính giữa là hợp chất tiệt trùng làm bằng vách ngăn, không cho vi khuẩn thẩm thấu. Phần vỏ hộp tiếp xúc với sản phẩm là hợp chất PE không phôi nhiễm, đảm bảo đúng an toàn thực phẩm tiêu chuẩn châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới. Để đảm bảo dinh dưỡng cao, tự nhiên và an toàn cho từng sản phẩm, công ty đã lựa chọn cẩn trọng khắt khe nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo tiêu chuẩn cao về nguyên liệu sạch. Ngoài ra, hệ thống sản xuất của công ty được chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 22000-2007. Năm 2016, công ty vinh dự được nhận danh hiệu Thương hiệu xuất sắc Việt Nam năm 2016 cho hai thương hiệu Hope và Good. Các sản phẩm chủ đạo của công ty được công nhận là sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng. Thành lập năm 2007, Interpost đã xác định cho mình một sứ mệnh, đưa các sản phẩm Hope và Good dinh dưỡng cao, thuần khiết, tự nhiên đến với hàng triệu trẻ em, người già yếu và cộng đồng trên khắp Việt Nam, chung tay xây dựng một tương lai sức khỏe và an toàn. Với nhà máy có diện tích 60.000 m2, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ 15 km, Interpost cung cấp mạng lưới phân phối sản phẩm tới khắp vùng miền đất nước. Nhằm khẳng định vị trí tiên phong về áp dụng công nghệ cao, Interpost đã hợp tác với Post Jammery, tập đoàn đa ngành hàng đầu của Đức về công nghệ sản xuất thiết bị hiện đại, để cung ứng ra thị trường hơn 10.000 tấn sản phẩm cao cấp đạt tiêu chuẩn tự nhiên, an toàn. Công ty không ngừng mở rộng về năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người dân Việt Nam. Trong tương lai, công ty sẽ nâng sản lượng lên gấp nhiều lần và đẩy mạnh cung ứng sản phẩm ra thị trường châu Á, Thái Bình Dương. Interpost, nền tảng sức khỏe mai sau.